Hello, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương. Thì hôm nay ngày 20 tháng 11, em cũng có về một số con điện thoại giá rẻ tầm trung. Em cũng muốn review lại để giới thiệu cho anh chị cô chú nào mà có nhu cầu mua điện thoại á, thì hãy liên hệ bên em nha. Hãy lựa chọn cho mình một con điện thoại mà cảm thấy mà ưng ý và hài lòng nhất nha anh chị. Thì đầu tiên em cũng xin nhắc lại về hình thức bán hàng ở bên em nha. Thì bên em là chuyên bán điện thoại cũ tại nhà, ở địa chỉ là ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Nếu mà anh chị nào ở gần thì có thể đến nha, trực tiếp nha em, xem máy, test máy luôn ha. Còn nếu mà ở xa thì em có hỗ trợ hình thức là ship có toàn quốc nha anh chị. Và thời gian ship là khoảng từ 3 đến 7 ngày tùy theo khu vực nha. Anh chị mua hàng bên em thì vui lòng cọc cho em trước một cái cạc 50 ngàn hay là chuyển khoản cho em 50 ngàn để làm tin nha anh chị. Và anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi, thì đầu lai em cũng xin giới thiệu luôn nha. Đây là con Samsung A30 nha anh chị. Thì con này ngoại hình của nó là có hơi vỏ có hơi nhăm trầy ở phía sau đây nha anh chị. Đây, có hơi nhăm trầy xíu đây ha. Còn lại thì mặt kính thì nói chung thì không có xước xát gì hết, còn đẹp nha anh chị. Samsung A30 thì con này cấu hình của nó là RAM 4, bộ nhớ 64GB. Màn hình của nó là 6.4 inch ha. Màn hình Super AMOLED nha anh chị, Full HD cộng nha. Thì em giới thiệu sơ về cái chức năng cơ bản của nó nha anh chị. Đây, đây là cam cam sau ha. Đây cam trước nha anh chị, nói chung thì cam thì rất là nét ha. Cảm ứng của nó thì rất là nhẹ nha anh chị. Đây. Con này thì pin của nó 4.000. Anh chị mua về chơi game này nọ thì rất là ok ha. Pin của nó 4.000 nha. Android là chị họ điều hành là 11 chấm nha anh chị. Con tay con đầy đủ nha. Ngoại hình thì có hơi nhâm xíu thôi à. Thì con này em sẽ đưa giá lại cho anh chị là 2 triệu tư nha. Giá 2 triệu tư. Thì bên em chuyên bán điện thoại cũ, có kèm theo phụ kiện là cáp sạc nha anh chị. Tức là con nào cũng có cáp sạc hết nha. Rồi, giá con này là 2 triệu tư kèm cáp sạc. Và em tặng kèm theo một cái ốp lưng nữa nha anh chị. Một cái ốp lưng ha. Nếu mà nam mua thì em sẽ tặng một cái ốp lưng của nam. Nếu mà bạn nữ mua thì em sẽ tặng một cái ốp lưng của nữ nha. Rồi, chốt lại con này giá 2 triệu tư. Rồi, tiếp theo là con Huawei Y9 2019 nha. Thì con này thì ngoại hình của nó thì còn rất là đẹp nha anh chị. Đẹp ha. Nói chung thì rất là đẹp. Vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Cấu hình của nó là RAM 4, bộ nhớ 64GB. Màn hình của nó rất là to, màn hình là 6.5 inch nha anh chị. 6.5 inch ha. Con này pin của nó cũng 4.000 nha anh chị. 4.000 ha. Android 9 chấm nha. Đây cam của nó đây ha. Đây cam của nó đây nha anh chị. Rồi ha. Quăng tay con này là đầy đủ nha anh chị. Con này thì vi xử lý của nó là 8 nhân nha anh chị. 8 nhân ha, chip Kirin 710 nha. Con này em sẽ đợi giá là cho anh chị là 2 triệu mốt nha anh chị. Giá 2 triệu mốt ha, tặng kèm cáp sạc nha. Con này thì chơi game cũng rất là ok ha. Rồi, tiếp theo là em có về hai con Samsung A10s nha anh chị. Màu xanh dương nha, màu xanh dương nó hơi ngà ngà màu xanh lá. Xanh dương mà có hơi ngà màu xanh lá nha. Có hai con, một con thì rất là đẹp, một con thì có hơi trầy. Em giới thiệu từng con nha anh chị. Đây, Samsung A10s. Thì con này cấu hình của nó là RAM 2, bộ nhớ 32GB nha anh chị. Thì màn hình của nó là màn hình 6.2 inch ha. Màn hình 6.2 inch. Pin con này 4.000 nha anh chị. Android 9 chấm ha. Vân tay còn đầy đủ nha. Đây xem Galaxy A10s nha anh chị. Thì anh chị mua hàng bên em là bao test bao xài trong vòng 7 ngày. Nếu mà có lỗi lầm gì thì em đổi trả cái khác cho anh chị nha. Cảm ứng của nó đây nha anh chị. Rồi, Samsung A10s. Em sẽ đợi giá lại cho anh chị là 1 triệu 8. 1 triệu 8 nha. Sẽ tặng kèm cáp sạc và một cái miếng dán cường lực nha anh chị. Một miếng dán cường lực em dán luôn cho anh chị ha. Rồi. Cái con mà nó có hơi trầy hơn ấy thì nói chung thì chức năng cũng ok hết. Chức năng ok hết luôn anh chị.
Em sẽ đổi giá lại là 1.750.000 ha. Nó có hơi nhăm xíu nên em sẽ tặng kèm một cái ốp lưng, một bộ sạc, một cái ốp lưng và em dán miếng dán cường lực cho anh chị luôn nha. Đây. Con hơi nhăm thì giá 1.750.000 nha anh chị. Còn cái con mà đẹp thì giá 1.800.000 nhưng mà không có ốp lưng nha anh chị. Tại vì có một cái ốp lưng thôi. Rồi, tiếp theo là con Oppo F5. Đây là Oppo F5, một con màu đỏ và một con màu trắng ha. Nói chung thì em giới thiệu từng con. Con màu đỏ này nói chung là ngoại hình rất là đẹp nha anh chị. Ngoại hình còn đẹp keng ha. Bộ nhớ RAM của nó là RAM 4, bộ nhớ 32GB ha. Màn hình của nó là 6 chấm nha anh chị. Cam đi ha. Đây, cam của nó đây. Cam trước cam sau ổn hết nha anh chị. Thì con này là pin của nó là 3200 nha anh chị, 3200 ha. Oppo F5, RAM 4, bộ nhớ 64GB, lỗi 8 ha. Pin phiên bản Android là 7.1 nha anh chị. Pin con này là 3200. Rồi, em sẽ đổi giá lại cho con này là 1.700.000 ha. 1.700.000 tặng kèm bộ sạc và một cái ốp lưng cho anh chị nha, một cái ốp lưng cho anh chị. Con này thì em không có miếng dán cường lực nha, không có miếng dán màu đen. Rồi, tiếp theo là con cũng Oppo F5 luôn nhưng mà màu trắng. Thì con này nói chung thì chức năng cơ bản thì ok hết nha anh chị. Ok hết nha, RAM cũng 4, bộ nhớ 32GB nha. Thì con này giá cũng 1.700.000 nha anh chị, 1.700.000 em tặng kèm cáp sạc và một cái ốp lưng và một cái miếng dán cường lực nha anh chị. Anh chị nào mua con màu trắng thì em sẽ có một miếng dán cường lực em dán ha. Còn con màu đen thì không có miếng dán cường lực đâu, tại nó không có màu đen. Rồi, giá 1.700.000 nha anh chị. Rồi tiếp theo là em có về ba con Samsung A10 ha. Ba con Samsung A10, một con đen, một con đỏ và một con màu xanh ha, màu xanh xanh dương. Rồi em giới thiệu từng con nha anh chị. Đây, Samsung A10 nói chung thì ngoại hình của nó rất là đẹp nha, đẹp keng nha. Con này thì cấu hình là RAM 2, bộ nhớ 32GB nha anh chị. Màn hình là 6.2 inch ha. Con này màn hình 6.2 inch. Pin con này thì 3000 ha, chạy Android là 9 chấm nha anh chị. Màn hình hiển thị thì rất là đẹp nha. Anh chị mua về xài Zalo, Facebook, TikTok này nọ thì rất là ok. Cho con học online nữa nha. Rồi ha. Cảm ứng thì không có loạn lệch chỗ nào hết nha anh chị. Rồi, Samsung A10 này em sẽ đổi giá lại cho anh chị là 1.700.000 nha anh chị. 1.700.000 ha. Con đẹp keng này em sẽ đổi giá là cho anh chị 1.700.000, tặng kèm cái ốp lưng, cái cục bộ sạc, cái ốp lưng và một miếng dán cường lực cho anh chị nha. Rồi, con màu đen thì con màu đen cũng giá 1.700.000 luôn nha anh chị. Có con màu đỏ đây. Con màu đỏ thì ngoại hình của nó có hơi trầy xíu nha anh chị, có hơi trầy xíu ha. Thì em đổi giá lại cho con này là 1.600.000 nha anh chị. Em sẽ đổi giá lại cho con màu đỏ là 1.600.000, tặng kèm cáp sạc, ốp lưng và một miếng dán cường lực luôn nha anh chị. Rồi ha. Rồi tiếp theo là con Samsung M10 ha. Đây, Samsung M10 thì ngoại hình của nó thì cũng rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn. Con này thì cấu hình của nó là RAM 2, bộ nhớ 16GB, màn hình 6.2 inch nha anh chị. Màn hình 6.2 inch ha. Màn hình hiển thị đây rất là đẹp nha. Pin camera của nó nha anh chị. Rồi đây ha, camera đây. Cảm ứng đây anh chị. Rồi, Samsung M10 này thì con này thì pin của nó là 3400 nha anh chị. Con này pin của nó 3400. Em sẽ đổi giá lại cho con này là 1.600.000 nha anh chị. 1.600.000 tặng kèm một cái bộ sạc. Miếng dán cường lực thì em đã dán sẵn rồi nha. Rồi một tặng kèm một cái ốp lưng nữa ha. Một cái ốp lưng, một miếng dán cường lực và một cái bộ sạc nha. Giá 1.600.000 nha anh chị. Rồi. Tiếp theo là em có một con Redmi Note 7 ha. Đây.
Con Redmi Mi Note 7 này nói chung là cấu hình của ngoại hình của nó thì có hơi hơi xước nhẹ nha anh chị. Đây anh chị thấy không, có xước nhẹ nha, mặt mặt sau có xước nhẹ nè, còn mặt trước thì nói chung là đẹp, rất là đẹp nha, không có bị xước ở chỗ nào hết nha anh chị. Thì con này cấu hình của nó là RAM RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB đi ha. Đây màn hình của nó là 6.3 inch Full HD cộng nha anh chị. Con này chạy chạy siết chip Snap là 660. Con này hỗ trợ chơi game thì rất là mượt mà luôn nha. Anh em mà mua con này mua về chơi game thì khỏi phải bàn nữa ha. Pin con này 4.000 nha anh chị. Android của nó là 9 chấm ha. Rồi cam đi ha, cam trước cam sau thì rất là ok nha anh chị. Cảm ứng của nó rất là mượt ha. Rồi Xiaomi Redmi Note 7 em sẽ đợi giá là cho anh chị là 2,1 triệu nha anh chị. Giá con này là 2,1 triệu ha, 2,1 triệu tặng kèm một cái bộ sạc nha anh chị. Rồi giá 2,1 triệu nha. Rồi tiếp theo là em có về một con Sam, một con iPhone 6 ha. Thì con này là iPhone 6 phiên bản quốc tế nha anh chị, 16GB ha. Đây iPhone 6 nha anh chị, 16GB đi ha. Thì con này nói chung thì vân tay còn đầy đủ nha anh chị, full vân tay ha. Pin con này thì 100% nha anh chị, pin con này 100% nha. iCloud thì sạch sẽ, em đã thốt iCloud của em ra rồi nha. Ngoại hình của nó thì rất là đẹp nha anh chị. Đây ngoại hình của nó rất là đẹp nha. Con này thì màn zin men zin luôn nha anh chị, nói chung là con này zin luôn ha. Rồi iPhone 6 full chức năng ha. Em sẽ đợi giá lại cho anh chị là 1,7 triệu nha anh chị. Giá con này 1,7 triệu ha. Em sẽ tặng kèm một cái em sẽ tặng kèm một cái ốp lưng cho anh chị nha, một cái ốp lưng và một bộ sạc nha. Giá của nó là 1,7 triệu nha anh chị. Đây cam của nó đây nha anh chị, cam của nó đi ha, cam trước cam sau ổn nha anh chị. Đây ha. Rồi giá con này là 1,7 triệu nha anh chị, full vân tay nha. Rồi tiếp theo là em có một con Redmi 8A ha, Redmi 8A nè. Con này thì ngoại hình của nó có hơi trầy, mặt sau có hơi trầy nha anh chị. Đây có hơi trầy đây nha. Mặt trước thì ok, kính này không có trầy gì hết. Con này thì cấu hình của nó là RAM 2 bộ nhớ 32GB nha anh chị. Đây Redmi 8A ha, RAM 2 bộ nhớ 32GB đây ha. Con này chạy chip Snap là 439 nha anh chị, 439 ha. Con này chơi game Liên Quân cũng được nha anh chị, chơi game Liên Quân thì cũng ok ha. Pin con này rất là trâu, pin 5000 nha anh chị, 5000. Chạy họ điều hành là Android 9 chấm ha. Đây nói chung thì ngoại hình của nó có hơi trầy xíu ấy thôi, nói chung thì vẫn còn tương đối đẹp nha anh chị. Rồi anh chị mua con này thì em sẽ đỡ giá lại cho anh chị là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Redmi 8A giá 1,5 triệu tặng kèm bộ sạc cho anh chị nha. Rồi tiếp theo là một con Oppo A71 nha anh chị, Oppo A71 ha. Thì con này thì cấu hình của nó là RAM 2 bộ nhớ 16GB ha. Màn hình của nó là 5.2 inch nha anh chị, 5.2 inch ha. Android của nó là 7 chấm nha anh chị. Con này pin của nó là 3000 ha. Đây Oppo A71 đây nha anh chị. Màn hình của nó thì hiển thị vẫn đẹp ha. Đây cam của nó đây nha anh chị, cam trước cam sau ok ha. Cảm ứng đây nè,
Con này màn hình của nó 5.2 inch nha anh chị, nói chung thì cũng vừa vừa tầm thôi nha. Nhỏ gọn ha anh chị. Con này em sẽ đưa giá lại cho anh chị là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2, tặng kèm một cái ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị nha. Giá 1 triệu 2. Rồi, tiếp theo là em có một con Oppo A39. Oppo A39 đi ha. Thì con này ngoại hình của nó còn rất là đẹp nha anh chị. Ở phía sale còn cái miếng dán này, anh chị mua về lột ra ha. Thì con này thì hết pin rồi. Con này tí em giới thiệu sao nha anh chị. Hết pin rồi, em sạc pin tí nha. Rồi tiếp theo là em có một con Realme SER 2. Realme SER 2 này thì cấu hình của nó là RAM 3, bộ nhớ 32GB nha anh chị. RAM 3, bộ nhớ 32GB ha. Màn hình của nó là 6.1 inch nha anh chị. Con này pin của nó 4000 ha. Pin của nó 4000 cũng khá là trâu nha anh chị. Chức năng thì chức năng cơ bản ok hết nha anh chị. Đây cam của nó đi ha. Cam trước cam sau đây. Đây ha. Cảm ứng đây nha anh chị. Thì nói chung là anh chị mua về xài Zalo, Facebook, TikTok hoặc là cho con học online thì rất là ok nha. Ngoại hình của nó rất là đẹp ha. Con này thì pin của nó 4000 nha anh chị. Em sẽ đưa giá lại cho con này là 1 triệu 7 ha. 1 triệu 7 Realme SER 2 RAM 3 bộ nhớ 32GB, giá 1 triệu 7 nha. Em sẽ tặng kèm cho anh chị là một cái bộ sạc, một cái ốp lưng và một cái miếng dán cường lực cho anh chị nha. Rồi giá 1 triệu 7 nha anh chị. Rồi, tiếp theo là một con em có về thêm một con Nokia 5. Con này bữa trước thì em cũng có về rồi nhưng mà bán thì rất là nhanh ha. Con này thì đợt này về nó có hơi cũng có hơi trầy nha anh chị. Nói chung thì có hơi trầy ít thôi nha. Con này chạy 2 sim 2 sóng nha anh chị, 2 sim 2 sóng hỗ trợ sim 4G ha. Thì RAM 2 bộ nhớ 16GB. Con này thì mua về cho mấy bác là xài thì rất là ok, pin của nó rất là khỏe ha. Dòng con này pin của nó này rất là khỏe. Ngoại hình của nó thì có hơi trầy xíu nha anh chị. Vân tay rồi còn đầy đủ nha. Con này vân tay còn đầy đủ. Con này chạy chip Snap là 430 nha. Màn hình của nó là 5.2 inch á. Cam thì cam sao có hơi mờ nha anh chị. Cam sao có hơi mờ ha. Cam trước thì ok nha anh chị. Rồi, con Nokia 5 này em sẽ đưa giá lại cho anh chị là 850 nha. Giá 850, tặng kèm cáp sạc cho anh chị nha. Rồi, tiếp theo là em có một con Oppo A37 ha, hay còn gọi là Oppo Neo 9 nha anh chị. Oppo Neo 9 ha. Thì con này cấu hình của nó là RAM 2 bộ nhớ 16GB. Màn hình của nó là 5 chấm nha anh chị. Nói chung thì cũng rất là nhỏ gọn thôi. Ngoại hình của nó thì ở phía sau có hơi trầy nhăm xíu nha anh chị, trầy nhăm xíu ha. Mua về chủ yếu là lên Zalo, Facebook, YouTube này nọ nha anh chị. Cam của nó rất là đẹp ha. Nói chung cam ok. Đây. Oppo Neo 9 thì em sẽ đưa giá là cho anh chị là giá 900.000 nha anh chị. Giá 900.000 tặng kèm bộ sạc và một cái miếng cường lực và một cái ốp lưng ha. Rồi giá 900.000 nha anh chị. Rồi tiếp theo là em có về hai con Oppo APS màu đen ha. Thì ngoại hình của nó thì nói chung là còn tương đối đẹp nha anh chị. Cấu hình là RAM 2 bộ nhớ 16GB. RAM 2 bộ nhớ 16GB ha. Đây, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Oppo APS đây anh chị. Nha anh chị. Android 8 chấm ha, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Thì con này pin của nó 4000 anh chị, pin của nó thì rất là khỏe nha. Đây, cam này, cam trước cam sau đây ha. Ok nha anh chị. Thì Oppo APS này em sẽ đợi giá là cho anh chị là 1 triệu 6 nha anh chị. 1 triệu 6 tặng kèm cáp sạc và một cái ốp lưng cho anh chị nha. Tặng kèm cáp sạc và một cái ốp lưng cho anh chị nha. Anh chị nào mua trước thì em tặng ốp lưng nha. Tại vì cái này em còn có mỗi một ốp thôi. Rồi,
Tiếp theo là con Oppo A39. Oppo A39 mẹ em giới thiệu là con này là RAM 3 bộ nhớ là 32GB nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB ha. Nói chung thì màn hình của nó là 5.2 inch nha anh chị. Màn hình 5.2 inch ha, hết pin rồi. Con này em sẽ đưa giá lại cho anh chị là 1.2 nha. Giá 1.2 con này nha anh chị. Rồi ha. Video của em thì đến đây cũng đã hết rồi ha. Em xin cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em nha. Chúc cho các anh chị và cô chú một ngày cuối tuần là vui vẻ và bình an ha. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha anh chị. Bye bye.